Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa thực hiện. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Việt Nam khẳng định cam kết đảm bảo tiếp cận công lý bình đẳng cho mọi người dân. Báo chí cách mạng Việt Nam, vũ khí sắc bén, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa tổ chức phiên thảo luận cấp cao về chủ đề quyền tiếp cận công lý bình đẳng cho tất cả mọi người, thúc đẩy cải cách vì xã hội hòa bình, công bằng và bao trùm dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Trong phiên thảo luận, đại diện Việt Nam khẳng định Việt Nam đạt được nhiều tiến bộ trong việc củng cố khuôn khổ pháp lý, đảm bảo mọi người bình đẳng trước pháp luật và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về quyền con người. Ở Việt Nam đã có các dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí hoặc với chi phí hợp lý cho các cá nhân nhằm thu hẹp khoảng cách tư pháp và mang lại cơ hội bình đẳng cho người dân. Nhiều chương trình được triển khai nhằm nâng cao nhận thức, xóa bỏ phân biệt đối xử và hỗ trợ, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật và đồng bào dân tộc thiểu số. Để đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và công bằng trong việc thực thi công lý, hệ thống tư pháp cũng không ngừng được củng cố. Cùng với đó, Việt Nam cũng không ngừng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ pháp lý, tận dụng công nghệ để hiện đại hóa các quy trình của tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho các thủ tục tố tụng trực tuyến để mọi công dân có thể dễ dàng tiếp cận công lý. Thưa quý vị và các bạn, báo chí là bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng văn hóa, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, vừa là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, nhưng đồng thời là diễn đàn của nhân dân. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản định hướng phát triển hoạt động báo chí, trong đó nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới đã là kim chỉ nam để mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo phát huy sức mạnh lịch sử cũng như ưu thế thời đại, xứng đáng là vũ khí sắc bén, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước pháp quyền và bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhân dân trên mọi mặt tư tưởng không tiếng súng. Tỉnh Thanh Hóa hiện có 5 cơ quan báo chí là Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Tạp chí Xứ Thanh, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch, cùng 63 văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí trung ương và các tỉnh thành đóng trên địa bàn tỉnh. Với đội ngũ những người làm báo, khoảng trên 500 người hoạt động trên tất cả các loại hình truyền thông như phát thanh, truyền hình, báo điện tử, truyền thông số. Báo chí Thanh Hóa có lượng công chúng đông đảo, nhiều thành phần. Khác khi lời dạy của Bác về tôn chỉ mục đích hoạt động của báo chí. Nhiều năm qua, những người làm báo tỉnh Thanh luôn đồng hành cùng cấp ủy chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác vận động người dân chấp hành nghiêm chính sách pháp luật của nhà nước. Từ đó thực hiện thành công nhiều chương trình mục tiêu lớn, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tôi đánh giá rất là cao vai trò của các cơ quan thông tấn báo chí, lực lượng nhà báo, rồi các cơ quan báo chí đã đóng góp những yếu tố rất là quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội chung. Đối với địa phương, chúng tôi thì bằng cái sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí của trung ương và địa phương thì đã giúp cho Đảng bộ huyện đẩy mạnh các cái hoạt động tuyên truyền quảng bá về tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó thì lực lượng báo chí cũng đã giúp chỉ ra những cái mặt còn tồn tại, hạn chế trong việc thực thi nhiệm vụ chung trong đời sống xã hội, để từ đó mà cấp ủy chính quyền của địa phương có cái giải pháp chấn chỉnh kịp thời. Trên quy mô toàn tỉnh, hai nhiệm kỳ vừa qua đã chứng kiến nhiều đột phá về phát triển kinh tế xã hội, tình hình quốc phòng an ninh được giữ vững. Những kết quả đáng ghi nhận ấy có một phần góp sức không nhỏ của đội ngũ nhà báo, phóng viên trong công tác thông tin, tuyên truyền những hình ảnh đẹp, tấm gương đẹp, đồng thời cũng phản biện kịp thời những vấn đề còn tồn tại ở cơ sở để những chủ trương chính sách, các nghị quyết đại hội thực sự đi vào cuộc sống. Tôi nghĩ là với những người cầm bút, có lẽ là chúng ta phải tìm tòi những cái gì mà nó đắt nhất trong từng văn bản, từng nghị quyết đó, và cái nó đòi hỏi tư duy của mỗi một người cầm bút, mỗi một nhà báo nó có một cái sự tư duy khác nhau, nhưng mà tôi nghĩ là
Khi mà anh tìm được các cái chi tiết đắt ở đó rồi thì anh đi chứng minh cho những cái chi tiết đó, chứng minh bằng cái việc những cái việc làm cụ thể, họ triển khai họ cụ thể hóa những cái nghị quyết đó như thế nào. Nếu mà chúng ta biết cách ta làm mềm hóa được thì nó sẽ thẩm thấu vào trong được nhiều người hơn, đến được với nhiều người hơn, nó thuyết phục đối với nhân dân hơn, đối với bạn đọc hơn. Nó thuyết phục hơn thì chắc chắn là nó sẽ mang lại những hiệu quả tốt đẹp thôi. Với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ và đặc biệt là mạng xã hội, báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và báo chí Thanh Hóa nói riêng đứng trước những thách thức mới, đặt ra yêu cầu nhiệm vụ mới trong bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh việc tuyên truyền làm rõ tính đúng đắn của các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, báo chí cũng thật sự trở thành vũ khí đấu tranh trực diện với những quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng. Các cơ quan báo chí đã mở chuyên trang chuyên mục về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tập trung phân tích, khẳng định, chứng minh cơ sở pháp luật đúng đắn của Việt Nam, quốc gia có chủ quyền, có các quy định chính sách cụ thể rõ ràng đối với vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền. Đồng thời, làm rõ những chiêu bài thâm độc của thế lực thù địch nhằm thúc đẩy quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng ta, phá hoại sức mạnh đại đoàn kết toàn dân bằng những thông tin sai sự thật, thổi phồng những vấn đề nhạy cảm. Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ từ năm 2019 đến nay, hai cơ quan báo chí lớn của tỉnh là Báo Thanh Hóa và Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa đã đăng tải hơn 2.000 tin bài lĩnh vực này. Để tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền đối với lĩnh vực này, thì Ban biên tập Báo Thanh Hóa sẽ chủ trương là tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, những người trực tiếp tham gia vào các cái tuyến tin bài tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mỗi người phải là một chiến sĩ trên cái mặt trận truyền thông số, tức là phải có cái sự lan tỏa để tạo cái hiệu ứng trên mạng xã hội, để làm sao đấy là người dân, đặc biệt là lớp trẻ sẽ tiếp cận một cách dễ dàng nhất đối với các cái nội dung này. Trước các cái thủ đoạn khó lường của các thế lực thù địch thì đội ngũ phóng viên chúng tôi cũng phải nghiên cứu tài liệu, nắm bắt các cái thông tin trên không gian mạng và gặp các cái chuyên gia. Sẽ có những cái bài viết nó chặt chẽ, nó có những cái luận cứ, luận điểm để phản bác lại các cái thông tin sai sự thật của các thế lực thù địch. Qua theo dõi và đấu tranh với các thế lực thù địch trên không gian mạng, có thể nhận thấy công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay không chỉ dừng lại ở việc lập luận, phản bác luận điệu sai trái, mà hơn hết là sự chủ động phòng ngừa từ chính báo chí và cấp ủy chính quyền nhằm tránh tạo ra các khoảng trống, thông tin để đối tượng xấu lợi dụng xuyên tạc. Đây cũng là một trong những định hướng quan trọng đối với báo chí trong thời gian tới nhằm phát huy hiệu quả sức mạnh truyền thông trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chống các quan điểm sai trái thù địch. Báo chí Thanh Hóa phải có cái sứ mệnh quan trọng trong cái việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thứ nhất là phải tăng cường cái sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh một cách tốt hơn. Trong đó tập trung cái việc xây dựng các cái định hướng nội dung tuyên truyền thường xuyên và kịp thời. Thứ hai là làm tốt công tác quản lý nhà nước về báo chí để báo chí hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời là các cái ban sở ngành, cơ quan đơn vị và các địa phương thì phải làm tốt công tác cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là cái việc mà xử lý những vấn đề báo chí nêu một cách kịp thời, đúng theo quy định để khắc phục được những cái thông tin không chính thống hoặc là lợi dụng những cái thông tin này để xuyên tạc, bóp méo, làm rối loạn thông tin trên địa bàn tỉnh. Sự tin tưởng giao phó của Đảng, Nhà nước và nhân dân chính là động lực để mỗi nhà báo ngày một nỗ lực, cố gắng hơn trong mỗi tác phẩm, thể hiện tư tưởng chính trị vững vàng với cái tâm trong sáng. Mỗi nhà báo đã góp một phần nhỏ nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tiếp tục vững bước trên mặt trận báo chí, kiên định, bút sắt, lòng trong, vì Tổ quốc, vì nhân dân phục vụ. Chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.